Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ đập hộp cho bạn cái thiết bị Wi-Fi Access Point chuyên dụng của cái hãng Ruizi. Đây là một cái hãng của Made in China. Cái hãng này thì có hai phân khúc là Ruizi và Rizi. Thì trong đó cái phân khúc Ruizi nó là dành cho phân khúc Enterprise, và Rizi là dành cho SMB, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn Ruizi thì là dành cho Enterprise. Tuy nhiên thì về cái phân khúc Ruizi thì nạp cái hàng nó, cái cấu hình của nó cũng theo tôi thì nó cũng vừa phải thôi, mặc dù cho Enterprise nhưng mà cái linh kiện của những thiết bị này nó cũng khá là vừa phải, nên là cái giá thành của nó cũng hợp lý, và nó áp dụng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng khá là tốt. Ngày hôm nay thì mình sẽ đập hộp cái thiết bị Wi-Fi Access Point có cái mã nó là RG-AP820. Thì đây là cái phiên bản mà Wi-Fi nó hỗ trợ Wi-Fi 6 chuẩn AX đấy các bạn, Access Point nhé mà chuẩn AX. Còn đây là cái con injector thôi, cấp nguồn PoE thôi, tôi để đấy cho vui vậy. Bây giờ mình sẽ xem qua cái con này nhé. Ra thì về cái vỏ hộp của nó thì cũng khá là nhẹ, theo tôi thấy rất là nhẹ và nhỏ, cỡ 20, chưa được 20 đâu, nhân với lại khoảng mười mấy đó. Ok, thì bây giờ mình mở hộp nhé. Phía trước thì không có gì cả, chỉ có một cái mã thôi, các bạn có thể xem mã nhé, xem mã rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp nhé. Mở hộp rồi. Bên trong thì có một con Wi-Fi, Wi-Fi đây, các bạn có thể thấy Wi-Fi đây, mình sẽ để đây. Rồi phía dưới thì có một số linh kiện khác nữa, nhưng mà hiện tại thì các con này mình mượn thôi nên là nó không có. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua về cái con này. Con này thì thực ra thì nếu mà làm con Access Point thì nó lại thiết kế hình chữ nhật chứ không tròn như những cái dòng Wi-Fi hay những cái dòng như Linksys, mà lại hình chữ nhật. Aruba thì nó cũng hình tròn tròn một chút, oval, nhưng mà con này là hình chữ nhật, và nó khá nhẹ. Phía trên là có Ruizi này, là cái logo này. Phía mặt sau thì nó có bốn cái thanh gài. Thực ra con này nó sẽ có bộ gài trần này, nhưng mà đây là mình mượn nên nó không khó. Nó sẽ có một bộ gài để ốp trần. Đây là bốn cái gá của nó. Nó chỉ thế thôi. Phía sau thì có một cổng console và một cái cổng NAND kiêm PoE, cấp nguồn PoE, và nó cũng có cả một cái jack là cấp nguồn adapter 48V luôn. 48V nguồn DC. Đây là cái mã của nó các bạn, như tôi đã giới thiệu các bạn. Đây xem bạn thì xem mã của nó nhé. Ok, cái con này thì nó là RG-AP820N, mở ngoặc V2 đấy, V2. Version thì vẫn là version V1, nhưng mà ở cái bên trên nó mở ngoặc V2, tôi không hiểu lắm là như nào. Thì cái con này thì tôi nói qua một chút về những cái đặc điểm tính năng của nó cho các bạn nắm được nhé. Về ngoại hình các bạn nhìn thấy rồi đúng không, khá là nhẹ mỏng. Thực ra thì nó cũng không mỏng đâu, mỏng nhẹ thôi. Còn nó, tôi thấy nhựa nó khá chắc chắn. Con này thì nó có cái tốc độ băng thông tổng lên đến khoảng 1,750 GB, thì nó có phát sóng hai băng tần, một băng tần 2.4 GHz là nó rơi vào khoảng gần 600 Mbps/s. Còn cái băng tần 5GHz ấy, thì nó rơi vào 1,2 Gbps, 1,2 GB đấy. Thì tổng băng thông tổng của hai băng tần nó rơi vào 1,75 gì đấy, mình cứ gọi nó lúc nào 1,750 đi, GHz đi. Thì con này nó chuẩn là 1,750, nhưng mà con này thì nó là chuẩn AX nhé, Wi-Fi 6 nó thêm cả AX nữa, nên là nó cao cấp hơn là AC. AX là chuẩn mới nhất hiện giờ. Thì tất nhiên là hỗ trợ AX thì con này nó hỗ trợ cả những cái công nghệ như multi MIMO rồi đó. Anten con này thì là anten ngầm, nó dòng Access Point chắc chắn anten ngầm.
Thì theo mình tìm hiểu thì cái antenna ở cái băng 2.4 GHz nó là khoảng 3 dBi. Còn băng 5 GHz thì nó cũng tương tự là 3 dBi. Và cái số lượng luồng ấy, luồng stream ấy thì nó là 2x2 ở cả hai băng tần. Có nghĩa là chỉ có hai luồng up down thôi. Nó cũng khá khiêm tốn đúng không bạn? Thông số của nhà sản xuất thì con này nó hỗ trợ lên tới 1024 user truy cập đồng thời và tối đa là 32 SSID. Thực ra thì đây là con số lý thuyết thôi. Có thể 32 SSID thì nó có thể làm được, nhưng mà theo tôi thì không ai dùng đến 32 SSID cho những con wifi này cả. Mà nếu các bạn mà dùng 32 SSID thì chắc chắn là nó cũng sẽ nát thôi, thì yên tâm là một điểm như thế. Còn 1024 truy cập người dùng ấy, thì với cái băng thông mà 1.75 và cái giá thành con này và cấu hình con này ấy, thì tôi nghĩ là không thể chạy nổi. Con này nó chỉ cỡ vào khoảng 80 user đổ lại, căng lắm rồi theo mình ấy. Con này thì như các bạn đã thấy rằng là nó hỗ trợ một cái cổng console và một cổng LAN kiêm PPU cấp nguồn PPUE, thì tốc độ đều gigabit là 10, 100, 1000 megabit trên giây đấy. Và con này là nó hỗ trợ công suất nó rơi vào khoảng hơn 15W một chút. Đó, 15.4W. Nguồn của nó là DC thì là 48V 2A. Vì đằng trước thì nó có một cái đèn LED ở đây. Ở đây mình không bật nguồn thì nó sẽ không hiển thị ở đây. Để sơ qua đấy là những cái tính năng của nó. Con này nổi bật với cái tính năng đó là cái cloud miễn phí quản lý từ xa bằng nền tảng cloud, và nó có thể roaming các cái con access point trong một mạng với nhau. Đấy, con này thì cũng hỗ trợ cho các bạn cái quản lý lưu lượng của người dùng theo thời gian, theo dung lượng data, số lượng truy cập trong ngày, và nó cũng hỗ trợ cái tính năng wifi marketing. Nói chung là cũng khá là ok. Với giá thành con này thì giá bán lẻ trên thị trường nó rơi vào khoảng 5-6 triệu gì đấy. Đấy là giá niêm yết bán lẻ. Còn giá nhập của đại lý thì chắc chắn là các bạn phải tìm hiểu thêm. Cái vỏ hộp của nó ở đây rất là bé, và nó chỉ kèm một cái mặt bích để vào bộ ốc để các bạn bắt trần thôi. Còn nó sẽ không có nguồn adapter và cũng không có nguồn injector để cấp PWE. Thì ở đây thì mình có một cái con nguồn cũng quả đôi gì luôn. Đó, cái con này là nguồn là người ta gọi injector. Injector là cái con là nguồn nó cấp nguồn PWE đấy. Rồi, thì với những cái bộ phát wifi của Wi-Fi, nếu các bạn chưa có switch thì nên mua thêm một cái này. Cái này nó không bán không kèm cái con wifi này nhé, phải mua riêng. Thì các bạn nên mua thêm một cái injector này. Cái injector này rơi vào khoảng 400-500 nghìn giá bán lẻ của nhà cung cấp. Thì ở đây mình có cái mã nó hỗ trợ lên tới 50V 0.3A. Đó, con này nó hỗ trợ, nó không ghi ở đây thì nó không ghi cái chuẩn AF hay AT, mình không trích được ở đây. Thì con này nó cũng có một cổng LAN và một cổng PoE. Thì cổng LAN này các bạn cắm internet, và cổng PoE là các bạn cắm cái đường dây cắm vào cái con này để nó vừa nuôi nguồn vừa có internet đấy các bạn. Thì đấy là cái sơ qua về một bộ phát wifi Wi-Fi chuẩn wifi 6 của Wi-Fi. Nói chung là Wi-Fi 6 bây giờ đang rất là hot. Thì thực ra thì mình đánh giá qua về con này thì nó mỏng nhẹ, ốp trần thì cũng khá hợp lý. Còn cái độ chịu tải như nào thì thực sự thì mình sẽ test ở cái phần cấu hình, thì các bạn có thể xem ở clip sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.